tăng huyết áp rồi nhờ mỡ não. Bệnh này thì bây giờ con coi là ở đây là cũng chưa có điều trị gì nha cả nhà. Thầy Nguyễn Chi Phương là bữa mình lên là mình bác sĩ điều trị thế nào? Vô trong cấp cứu bác sĩ cũng dẫn tôi và ấy não là nói là bụng không có mổ rồi, chứ là cái thuốc đặc biệt cho ảnh cho tan cái máu gì đó, và rồi với chống ngưỡng thuốc là cho ảnh đỡ hồi hôn mê xong để cho ảnh ký thức lại thôi. Rồi bác sĩ nói là cứ cho từ từ, cái này là cái nặng thôi, lâu dài lắm. Trị liệu sao mình không có cho ảnh trị liệu mà mình đem về đây gì? Tại vì muốn nhà trọ mới trả phòng lấy đồ về nè, mới trả phòng hôm qua luôn á, đi xe về trả rồi cái tăng cho tiền ở gần gần đó cho người mới mới rồi cái kêu xe chở đồ chở về. Gì vậy? Liệt nửa người, liệt não. Rồi, bị não, tai biến não đúng không? Tai biến rồi, dạ. Tai biến rồi liệt luôn đúng không? Dạ, anh đỡ không? Khỏe không? Hả? Có mệt không? Có cần oxy gì không? Cần thở oxy không? Thở hả? Thầy rút ra ngày hôm qua tới giờ mà tới 6 giờ ôm á, không có ai tiếp chân em, gác ôm hết trơn, đau hả? Dạ, tại vì cái người tiếp không ai hết trơn á. Rồi, giấy tờ. Chị em biết chữ hả? Dạ, biết chữ. Em biết chữ không? Ghi đại, ghi tên em được, ghi tên thôi. Dạ. Ghi đây nè. Người nhà họ tên? Ghi tên thôi ha. Dạ, ghi họ tên. Dạ. Rồi, tờ này nữa. Rồi, đây là cái đơn hỗ trợ kinh phí thì tôi... đây là kinh phí là của hội thiện nguyện VDS với công ty Tám Sang tài trợ. Chị kiếm bên đây giùm em cái. Đó là tài trợ cho mình chiếc xe không đồng từ đây về tới An Giang. Rồi, đây nữa. Thì cái này là cái bản cam kết là trên đường đi mà lỡ có gì là tụi em không chịu trách nhiệm. Thứ hai nữa là tụi em hỗ trợ y tế với oxy hay cái gì đó, cần cái gì tụi em hỗ trợ. Dạ. À, đi ví dụ mà ảnh mệt quá, anh không oxy cũng chịu không nổi thì tụi em sẽ hỗ trợ đưa cái cấp cứu gần nhất. Dạ. À, cho anh cấp cứu. Dạ. Nếu mà tình trạng anh ổn là tụi em mới di chuyển ha, để cho anh ổn. Nhà ai bị xe không? Không.
Con uống thuốc chưa? Con uống thuốc chưa? Gấp hơn quá không qua hết trơn rồi. Sao không uống thuốc cho uống đi trời. Để thôi lại lát nữa chú coi sao ha. Ăn uống gì chưa? Chưa ăn luôn hả? Có một mình à, rồi em biết nhờ một canh cha chứ phụ có người đỡ lên nổi. Bởi vì mới đau cái tay đó. Mà anh bị vậy mà đau tay hả? Anh bị nửa người đó. Mới nói rút nước biển ra nó bị đau đúng không? Dạ. Chứ không có gì đúng không? Thế anh cũng muốn quỳ phù quá ta. Dạ, thấy anh phù quá. Dạ. Rồi. Thì mới thở oxy ra, mà bữa nay thì rút ống ăn ra. Mới cao oxy đúng không? Anh ăn uống lại được chưa? Ăn cháo mà sớm thì sáng tập cho ăn cháo được miếng. Ăn được rồi đúng không? Dạ. Anh ăn rồi phải ăn được mới được. Rồi thôi gán nghỉ ngơi xíu nha, đi mà có chuyện gì gõ cửa kia tụi em ha. Gõ cửa là tụi em ấy nha. Dạ. Dạ dạ. Giờ mà cái giấy này nói trước là cái giấy này không phải là giấy chuyển tuyến nên là đưa về bệnh viện là chị phải làm thủ tục lại từ đầu. Chị đọc cho địa chỉ rồi á. Phòng khám nhân đạo bên Châm Cú ở An Giang, chạy Chi Tôn á. Có địa chỉ không? Dạ, có cái ảnh này chị em nó gửi lên. Chi Tôn đó, tính là phòng khám nhân đạo hả? Dạ, gần nhà em. Dạ rồi đó, cái đó để tụi em coi địa chỉ rồi em chở tới. Là chở tới đó luôn đúng không? Dạ, là không có về nhà đúng không? Dạ không. Dạ rồi. Rồi thôi đi nha. Đi có gì kêu em. Cần oxy kêu em nha. Dạ dạ. Dạ rồi, xin chào quý ông bà cô chú, thì hiện xe công hai con với anh Sơn cũng đã đón được anh Sang ở bệnh viện Nguyễn Chí Phương rồi nha cả nhà. Thì anh này là người dân tộc Khmer, thì anh bị nhồi máu não dạng tăng huyết áp và nhồi máu não. Bệnh này thì bây giờ con coi là ở đây là cũng chưa có điều trị gì nha cả nhà. Đó, còn nhiều bệnh nữa chứ không phải là bệnh nhồi máu não không, anh này rất là nhiều bệnh luôn. Đó, bây giờ tụi con phải đưa về tới Chi Tôn An Giang, một khoảng đường cũng khá là xa, nhưng mà cái bệnh nhồi máu não này là thấy cảm giác nãy đón bệnh là anh cũng hơi mệt, còn phải hỏi thăm tình hình sức khỏe nên mà xong rồi con mới cho xe lăn bánh, nếu không được thì tụi con phải quay lại cấp cứu. Thì bây giờ cứ đưa về, nếu mà trên đường anh mệt thì tụi con sẽ hỗ trợ oxy cho anh hoặc là cái thiết bị tới cần thiết, hoặc là nếu mà cần thiết nữa tụi con sẽ đưa lên trạm cấp cứu gần nhất. Dạ rồi, xin mời quý ông bà cô chú đồng hành với anh em tụi con về Chi Tôn An Giang để xem hoàn cảnh cũng như bệnh của anh thế nào nha. Vô cái trạm dừng chân này nè để vô cho người nhà thứ nhất đi toilet, thứ hai để xuống con kiểm tra sức khỏe của anh thế nào, có cần hỗ trợ y tế, hỗ trợ oxy gì không mà để tụi con hỗ trợ, chứ nãy giờ cũng đi khoảng đường khá lâu rồi, ở nhà đất giờ này cũng xuống cái toilet về đi nha.
đi chạy xe cũng luôn nó nhẹ. Hòa ra không nói cho em lấy bật cho xuống rửa mặt đi cho tỉnh đi rồi để tiếp rồi mình đi toilet đi sợ ảnh thôi. Sao mà nha chị? Anh đi ngay cái chỗ mà thẳng đường công an huyện á. Công an huyện hả? Tới ngay chỗ Thành Hương á. Là chạy vô thị trấn đúng không? Có cái ngã ba quay phải luôn hả? Ba chạy thẳng về qua luôn. Dạ dạ. Dạ. Không, tụi em không có lấy không. Không, tụi em không có nhận tiền, không ai nhận tiền đâu. Tụi em sơ bộ em trả tiền lương hết rồi, không có lấy tiền. Cảm ơn hết, là gia đình đây cảm ơn hết. Đi kêu nước đi. Rồi, dạ. Chào chị nha. Con chào bà ô tô. Dạ, cảm ơn con. Dạ, con là Thành. Dạ, con là tài xế của hội thiện nguyện BDS. Dạ, thì hôm nay thay mặt sư phụ con là chú Tấm Sang. Dạ. Là hỗ trợ cho anh Sang. Anh Sang chuyến xe không đồng từ bệnh viện Nguyễn Tri Phương về Chi Tôn, An Giang. Dạ. Thì chị cho em hỏi là ảnh là bệnh gì chị? Chị nói là bị não rồi bị liệt nửa người liệt nửa người rồi như bị tim
Anh nó phát bệnh lâu như vậy? Mới đi làm, anh nằm võng mà bị vừa bị là chở đi liền luôn rồi. Dạ, hết biết mình. Đi bệnh viện Bình Tân á. Dạ. Rồi Bình Tân mới chuyển đi về bệnh viện Nguyễn Duy Phương. Dạ. Nằm cũng mười mấy ngày. Dạ. Anh chị là làm công việc gì? Đi làm máy bao, xưởng, làm xưởng á. Dạ. Có hai chồng với con đi làm luôn. Dạ. Làm cho xưởng thôi. Dạ. Con chị làm gì? Làm xếp bao với em. Dạ. Con chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi rồi. 14 tuổi mà đi làm rồi hả? Dạ, đi làm 2-3 năm rồi. Em thấy ảnh tăng men gan do rượu nữa. Dạ, dạ đúng rồi, ảnh rồi đó có nhậu nữa. Anh là mà anh thấy có bệnh nghiện rượu nữa hả? Dạ. Anh nhậu. Nhậu dữ lắm hả? Nhậu nghiện nhưng mà cũng làm. Dạ, đi làm. Chiều nhậu rồi về sáng đi làm. À. À, bữa đó bữa anh bệnh anh có nhậu không? Có ngày đó ngày nhậu luôn á, bữa anh nhậu rồi cái nằm võng em nói ủa sao mà anh thấy kỳ người thấy kỳ thấy cái tay ông đỡ giống ông lên tiểu quá vậy, cái ông đỡ mà giống ông sụt xuống á, cái anh thấy hỏi ông kêu xe ôm chở đi vô bệnh viện Bình Tân là hết biết mình rồi. Bác sĩ nói là anh bị tai biến với bị não rồi. Rồi bác sĩ kêu chích một củ thuốc đó là 1,8 triệu á. Là nếu mà nó điều trị được cái mũi đó thì bác sĩ sẽ giữ lại. Và không chịu là phải chuyển đi. Trong đêm đó không chịu được thuốc đó là chuyển đi. Chuyển lên Nguyễn Duy Phương. Dạ. Nguyễn Duy Phương là bữa mình lên là mình bác sĩ điều trị thế nào? Vô trong cấp cứu, bác sĩ cũng dẫn coi và ấy não là nó là bụng là không có mổ được. Dạ. Dạ, là cái thuốc từ từ cho ảnh cho tan cái máu gì đó. Giống như uống thuốc là cho ảnh đừng có bị hôn mê xong để cho ảnh ký thức lại thôi. Rồi bác sĩ nói là cứ uống cho từ từ, cái này là cái nặng phải lâu dài lắm. Dạ. Nó giống như nhậu rồi tối nằm người ta hay kia là trúng gió đó. Đúng rồi. Sáng rồi ra nằm võng rồi bắt đầu cái tay ông xong ông đỡ, lấy tay bên đây ông đỡ ra ông nói ủa sao kỳ đây, em có nghe người ta nói bị vụ mà tai biến rồi kia đó. Rồi điện cho xe gáp á, rồi chở đi liền, bác sĩ nó không kịp, giờ tới ngoài là hết biết mình, không biết ai hết trơn. Rồi cái miệng nói cũng không được luôn. Ảnh là mấy bữa nay có nói nặng gì có gì không chị? Có nói, chỉ nói mình đi không được tại vì mới rút cái ấm ra. À mới có bóng nội, không bóng nội. Thì nó là rút nó ra từ từ mới nói được. Tại vì cũng còn hơi đau, cũng hỏng á. Đúng rồi. Rút oxy thì rút mình qua. Bác sĩ cũng nói là cũng cho mới mở lại, cũng cho ở lại. Nhưng mà ngặt cái là cái bệnh người ta nặng á, sẽ ảnh hưởng nó lây đường. Thì ra kêu bác sĩ cho xuất viện về. Lấy, để mình lại đi vô ba hôm nay, cái gì mà lên dịch liệu. Chụp lấy trị liệu á. À, đi đó đi, mà cứ còn mình nằm nó hoài á thì sẽ ảnh hưởng lây bệnh này bệnh kia, có tại anh bị tim, quay qua phổi phổi nữa. Anh tim rồi phổi. Dạ. Bị gút nữa, huyết áp cao nữa. Gút là viêm khớp này đó. Dạ, bị nhiều lắm. Anh mới có 37 tuổi mà anh bệnh. 37 tuổi anh bệnh nhiều dữ. Đi lao động làm nặng á. Đi làm ngay đi anh nhậu nhưng mà chiều về nhậu, rồi sáng vẫn đi làm. Đi làm đó cái hai chồng với con à. Rồi bị vậy cái đâu có ai đâu, rồi hai chồng con chạy ngoài cấp cứu rồi cái cũng biết làm sao nữa, bác sĩ cũng đưa đi kêu cấp cứu, hai mẹ con cũng chạy tới đi luôn. Rồi mấy ngày có hai mẹ con đó. Hai chồng không biết chữ, rồi, không biết chữ rồi cứ nhờ này nhờ kia tiếp rồi ký giấy ký gì. Hai chồng chị là không biết chữ. Không biết chữ, không biết chữ. Ở đâu vô công ty đó có được đâu. Đâu có ai dám nhận đâu. Nhà này là nhà chị nha. Nhà mẹ chị. Em có nhà. Nhà nó đây nè, nhỏ đó, nhỏ đó, nhỏ đó. Còn ảnh là quê đâu? Cũng ở ngay đây luôn mà bên kia. Dạ. Ảnh còn bà con thân thích gì không? Dạ có, anh em 6 anh em, ba mẹ mất hết rồi. Dạ. Cũng nghèo khổ. Mới đưa về đây nằm điều trị. Vì bác sĩ ở trong bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Chí Phương, bác sĩ nói là cái hướng điều trị thế nào chị? Kêu là đi bên trị liệu á. Trị liệu sao mình không có cho chẩn trị liệu mà mình đem về đây chị? Không có khả năng. Tại vì muốn nhà trọ mới trả phòng em lấy đồ em về nè. Em mới trả phòng hôm qua luôn á. Kêu xe về trả rồi cái tăng cho tiền. Thì ở gần đó cho người mới rồi cái kêu xe chở đồ chở về. Tại vì mình ở nhà trọ rồi mà nếu mà không ở thì mình vẫn đóng tiền. Mà ở bệnh viện rồi không biết ngày nào anh khỏe mình đi làm lại. Rồi thôi kiếm đường trả rồi mình về quê đang lo chảnh thì nào khỏe mình tính nữa. Cái bệnh ảnh hồi phục rồi nó hơi lâu. Bác sĩ nói là bệnh ảnh là lâu lắm dạ. Rồi nếu đi làm chắc khó. Nhưng mà phải chịu khó kiên trì mới hơi. Lương ở chảnh là anh chị là thu nhập thế nào?
ảnh làm ngày 400. Ngày 400 của em thì mai bao thì mai nhiều hơn nhiều sản phẩm á. Ờ. Nhỏ thì làm ngày 200. Ừ, tiền nhà tiền trọ chứ. Tiền nhà tiền trọ thì tháng 2 triệu mấy. Dạ. Rồi cũng vừa lo ăn uống rồi cũng vừa gửi cho cha mẹ, thì ông bà lớn tuổi không làm có tiền. Dạ. Còn lo cha mẹ ông bà bệnh không ta biến nữa. À, giờ về đây hết rồi thu nhập đâu mình sinh sống. Thế vậy em mới giờ ráng làm cho ảnh trở hồi hộp một hai tháng rồi em cắt cũng lên trển kiếm làm trở nhỏ cho nó luôn chứ em không ở đây nghĩ gì làm gì. Bây giờ ảnh nằm vậy rồi tiền thuốc tiền men sau này nó còn cố ảnh là điều trị dài lâu. Tính là ông xin bác sĩ ở đó cho ảnh giống như ảnh biết được ý thức với lại này đó là cho ở nhà trọ cho ba nhóc này nó nuôi em đi làm. Dạ. Mà cái bây giờ bác sĩ cho về rồi ảnh chưa có biết gì chơi này sao mà nhỏ nó giữ được. Đúng còn rồi. Đúc là còn ăn được mình chỉ vệ sinh đầu đi nữa mà mới 4 tuổi à. Thấy vậy với lại có hai chồng con có ái chân á thôi biến đường cho về đây đi có gì có cha mẹ với anh em đâu phục vụ tiếp em kiếm gì đó làm rồi đỡ đỡ đừng để lo lắng thời gian này á. Ừ. Lúc đầu là chị hướng là về chỗ không về chỗ gì chỗ gì hội chữ thập đỏ em đi cái chỗ dạ, chị vô đó dạ. Vô đó là điều trị là điều trị hàng ngày hay là em tính làm vô nhập viện vô phòng khám nhân đạo dạ phòng khám nhân đạo ở trong đó có tống tiền không có mình nói nào cũng mình có tốn tốn ít tốn ít hả dạ mình nghèo này tới chung ra cũng tốn ít dạ với tỉnh mình hỗ trợ thôi đúng không dạ. Mình tốn tiền mua kim đâu dạ tiền ăn thì uống thì cũng mình à, lên trở là bác sĩ có chụp phim này nọ không chị có cầm về không không chỉ đưa giấy vậy thôi chứ không có chụp phim hả? Có chụp này kia nhưng mà không có đưa cho mình. Chị phải cho có phim mình xuống đây, cái này là cái giấy xuất viện dạ, chứ không phải là cái giấy chuyển tuyến. Dạ. Là cái này là giấy về nhà, còn khi nào mà chị nhập vô một cái bệnh viện khác nữa là người ta sẽ khám sàng lọc lại nữa. Dạ. Đó. Mà có chụp cái giấy cho mà bác sĩ không đưa. Chụp X quang, chụp siêu âm. CT, hết trơn luôn á. Đúng rồi, dạ. Não phải chụp đầy đủ á. Chụp đều hết trơn nhưng mà về thì không thấy thì chỉ đưa cái gì thôi. Anh bị tổn thương não á. Bị não, bị tim nặng nữa, tim nặng nữa. Dạ, bị tim nặng luôn á. Về tới ngoài là hôn mai sau không biết gì trơn, ai nói ai làm nặng biết gì hết á. Bây giờ là nói là thôi biết được, biết. Nói chung cũng là sốt á là không biết. Bệnh thì em cũng nặng nhưng mà cũng còn khả năng là hồi phục nên là cũng ráng cái giò bữa nay sưng hết trơn sưng nó sĩ sao mà sưng bữa trước á tuần trước là sưng cái giò hôm nay rồi phải nói là tại tai biến rồi phải chấp nhận cái sưng này rồi điều trị từ từ nó mới ấy xuống được với lại gút á bị gút nữa dạ nên là mình đến khám ra rồi cũng bị còn gan còn thận nữa lắm, chứ không phải là dạ. Ấy đâu không phải như ít đâu gì cũng bệnh lắm thấy em cũng bệnh nhiều quá chứ nhiều quá. Bây giờ mình điều trị cái điều trị trước hồi phục có hồi phục cho ảnh đó à. Trước mắt ví dụ như hồi phục dài lâu nhưng mà hồi phục ví dụ trước mắt ảnh chỉ cần tự mà lo cho mình thôi để cho chị bác sĩ thì nói với mình ảnh mình luôn đó là chấp nhận lo ảnh đi chứ không chưa chắc gì đi làm lại được dạ đúng rồi à, tại nói cho mình tại nó đã tổn thương tới đó thì cái khả năng mà ảnh còn hồi phục lại á thì chỉ là biết ít thức là biết này biết kia thôi chứ không ngồi lại đi là thôi có tại ảnh đi ví dụ mà anh đi lại đi đứng được tận chăm sóc cho mình được cũng ở không chị lúc đó đây dạ. Em đi làm cũng được dạ. Ngoài kiếm này 200-300 ngàn được cái nguồn về đây về đây khó làm ăn làm gì dạ. Em sống ngoài cũng cả chục năm rồi à, chị lên trở nói chục năm rồi chị thay trọ dạ. Ở đâu ở bệnh viện ở Bình Tân á Bình Tân chỗ nào ngay chỗ Vĩnh Lộc B á xã Vĩnh Lộc B rồi dạ. Mỗi giờ đi đưa đi vô đó tiền chi phí viện phí hết luôn rồi lúc em đưa thì bên bệnh viện bình tân là 6 triệu mấy mà nó quy lại là 100-200 ngàn gì đó thì lúc em thấy có bảo hiểm dạ. Lúc em biết là có bảo hiểm rồi mới đi qua bệnh viện này á là đóng 5 triệu hai lần là 10 triệu rồi sau đóng 3 triệu nữa là 13 triệu nó quy lại là 9 triệu mấy ừ. Tiền đó là tiền anh chị dành dập dạ, mấy anh em đầu xin cho người ít đó, dạ. Gửi lên
mới đóng tiền phí đó, giờ được tiền đó về, chứ cũng em cũng có gì, để làm nhiều cũng hết làm. Thôi thì hơi trễ rồi. Nhà sáng giờ chưa ăn đúng không? Hình như mười mấy ngày rồi, không ăn không ngủ gì á. Nên tại nó anh nằm mười mấy ngày rồi hả? Nằm anh quậy á. Để cột tay cột chân lại. Đúng rồi. Lúc nó quậy lắm, lúc mà trong phòng cấp cứu á là không có ngồi luôn á, chỉ là đứng không, canh không luôn á. Tại vì anh quậy lúc mà đi chụp CT này kia đó ông mệt á. Hay quậy lắm. Năm sáu người làm ngại luôn á. Đưa anh về ra ngoài á thì hơi đỡ đỡ chút. Yeah. Hơi đỡ thôi mà cũng vẫn cột. Có bữa trước là ông nói kêu Tháo ra đi, anh không có làm, rút sợ rút cái ống ra. Đúng rồi. Nhưng rút ống ra đó là rất là cực, để vô cực lắm. Bởi vì ngồi canh suốt không có dám ngủ. Mà có đứa cháu bữa trước thì có lại tiếp từng lễ, tiếp thì coi tiếp sợ anh nóng ra. Lúc mà anh ấy rồi dữ lắm là ông lại. Mình không biết ai hết trơn á. Về vấn đề thần kinh nó hay bị co giật rồi không có kiểm soát, không có kiểm soát được. Bởi vì hồi nãy đi lúc lên xe anh coi anh thử anh có cái hiện tượng mà anh còn kháng cự của nó, cái là tụi em buộc phải cột lại á. Tại vì anh nói Tháo đi anh biết rồi, có nói lúc có nghe được á là không có rút ra, là từ năm qua là rút oxy ra ơn luôn, không thở nữa vậy. Thế anh cũng mệt ha, cũng mệt. Lúc đóng bệnh rồi cũng mệt, sợ là anh đi xe không nổi. Nếu mà anh đi xe không nổi là tụi em bỏ lại cấp cứu lại, khi nào mà đủ sức khỏe tụi em mới chở, nhưng mà thấy cũng ổn ổn rồi thôi. Lên xe thấy lên, nguy hiểm lắm. Lên xe cái em coi tới quanh ngừng á, lại cái em cho uống nước, kêu uống nước, cho rót cho uống miếng, cái nhắm mắt ngủ nữa. Em cũng nói gán về nhà mình nha, đập chặt đầu. Rồi giờ lỡ cũng cố gắng lo cho anh đi, chứ giờ biết sao giờ ha. Nói chung là trong cái rủi còn cái mai là nhiều người đột quỵ ra đi luôn. Dạ. Tại của anh cũng nặng mà. Dạ, bác sĩ nói chứ, nói thẳng mình luôn á. Mà cái mình chấp nhận mình phải luôn, tới đâu tới đó. Dạ. Đến tới đâu tới đó. Cái này nếu mà ảnh còn được còn sức thì còn có khả năng hồi phục. Bệnh viện mình tăng, bác sĩ nói chị phải thủ đi vô bệnh viện đó, thì thủ 70-80 triệu á. Lúc đó em không biết nói sao, nhưng mình còn mấy chị mà không có lãnh lương luôn á. Thì lãnh lương xong rồi đưa ông bên vô bệnh viện luôn á. Cái nó không giờ thì tới đâu tới đó, cứ đưa vô đi về tính nữa. Mấy chị rồi nè cũng gửi tiền cũng cho 1-2 triệu gì đó. Anh còn ý thức được, hỏi trả lời này nọ được không? Được không? Gật lắc thôi ấy. Lắc đầu mà nói chưa được ấy, tại vì còn mới thức á. Cứ nói chuyện hỏi chuyện quê không, về mẹ, gật đầu. Bên đây là một bên là con liệt không có liệt đó, nó có thể là nó có cũng còn biết đau, còn biết đau không à. còn bên đây là vẫn bình thường, bên đây quậy nhiều lắm, bên đây biết cột hai giòi tay luôn á, lúc ổng bỡ ổng xô em té luôn, tại vì ở tới mấy đêm không có ăn không ngủ được, kích động tại do là thần kinh là bị về vấn đề về não là vậy. Nói cột tay cột chân là hết đi, mà thấy cột thấy quá tội nghiệp, sợ cái cột cái ổng quậy lên cái não, tại vì máu cái đầu á. Nói chung á thì mới bệnh nó vậy, nhưng mà ở nhà đừng có làm có kích động. Dạ. Đó là sợ về nằm cái kích động đó, một cái là cũng mà em chạy xe tụi em chạy nãy giờ cũng ráng lắm á, giữ dạ. Chứ không có dám mà lắc nhiều sợ đứt cái thấy khỏe vậy chứ không phải khỏe. Dạ chỉ cái nói mà. Dạ. Nói là cho mình về để điều trị á. Ráng như vậy cũng không kể, ráng loạn tới đâu đó thì kêu mai đủ khỏe nó đỡ, anh bớt với anh tự chủ được. Thì cũng phải kiếm chỗ làm, kiếm có người anh em mà ra đi làm cái tiền, vừa lo ảnh thì vừa cha mẹ già cũng làm cái tiền. Rồi nhiều khi về nhà thì anh chị chăm sóc rồi tinh thần nó vui vẻ, nó mau hết bệnh hơn, chứ nằm bệnh viện nhiều khi cũng bức rứt khó, cũng khó thấy. Thật sự là điều trị thì nó dễ. Điều trị là có bác sĩ lúc nào cũng chật thì mình cũng đỡ, nhưng mà thứ nhất đó, nằm bệnh viện thì nhiều khi anh bức rứt anh chịu không được. Có tuần trước á là anh bị giống như là bị mất cục á. Dạ. Cái nó đàm nó lên, nó ngước lên rất là anh ngưng thở một lúc rồi. Em sợ không chết không, kêu mấy chị mà chung á chạy kêu bác sĩ là mấy ấy không hơn, mới thở cho nó chứ. Dạ. Trước đâu có thở đâu, thì bình thường nhưng mà mới thở tới bữa nặng qua là mới rút ra đó, mất cục á. Ở nhà mình ví dụ có thuê được thì thuê cái bình oxy để cho anh thở, cái anh có mệt thì cho anh thở oxy, còn không thì thôi.
cho ngày mai hay gì đó thì em cũng đưa ảnh đi vô trong đó. À, nếu mà đúng rồi. Lên nhập viện ở đó luôn, lo cho ảnh tới tháng thì nào thấy anh cảm thấy đỡ rồi cho anh về rồi chở đi chở về vậy đó. Bây giờ đưa anh đi cũng khó khăn à. Bởi tại vì em thấy đường vô xa quá, bây giờ đi bằng cách nào? Cái bệnh viện thì gần đây à. Nhưng mà ý là đưa đi chở anh thế nào đi được? Rồi em có xe cứu thương, có bao gà, có cái rồi em còn đưa vô được. Dạ. Cái này cũng chưa tính sao phải lấy. Mệt quá em lên xe mệt quá thôi, xin về đây đi. Về viện em chắc em chịu nổi mệt á. Không. Bây giờ buông ảnh em về chồng em phải lo trong viện chứ em đâu có ở nhà được đâu. Nhưng mà bây giờ ví dụ như anh về, anh muốn về cho anh về đi. Rồi mình cứ phương án mình về. Cái vật lý trị liệu thì nó dài lâu chứ nó không phải một ngày một bữa. Nên là cứ cho anh bữa giờ nằm bệnh viện lâu rồi. Lâu rồi mấy ngày. Cho anh về anh nằm cũng đỡ. Rồi thôi. Chị cũng chưa ăn uống đúng không? Lo rồi coi ăn uống rồi đó chứ mình lo cho anh chứ mình giữ sức khỏe mình trước chứ mình có sức khỏe để lo được chứ. Ngoài thì em cũng xin phép đã hỗ trợ cho chị chiếc xe không đồng nha. Không em để ra cho chị. Cảm ơn anh, dạ, cảm ơn anh chú Tấm Sang rất là nhiều, dạ. Hỗ trợ cho hai chồng về quê, cảm ơn rất cùng. Dạ, dạ. Em gửi lại. Chú Tấm Sang rồi nha. Dạ con. Clip nào cũng coi à, chú Tấm Sang chứ. Dạ. Dạ, biết chưa bộ hả? Biết ở trong điện thoại. Dạ. Thích chú Tấm Sang lắm. Mà liên lạc với chú Tấm Sang này thì cũng có người anh ở gần, cũng nằm chung á. Dạ. Em cũng biết đâu rồi, cái ảnh mới liên lạc rồi cho em nói chuyện. Dạ. Điện. Nãy anh cũng gọi trên xe, gọi tới đây chưa? Em nói cũng cần tới rồi. Dạ, chung phòng nằm. Dạ, chung phòng nằm chung, thấy dạ. Thấy cũng tội, cái ảnh giúp. Dạ. Anh thôi để ảnh liên lạc gọi cho chú Tấm Sang là xin cho về nhà, đỡ tốn tiền. À, hôm nay hai xe tụi em là em đi một ca, còn cái anh kia đi một ca nữa là hết xe luôn, nhà hết xe luôn. Bởi vì phải hỏi bác sĩ cho rõ là bữa nào là biết thằng em gọi. Đúng rồi. Nhà có nhà, thôi cố gắng giữ sức khỏe thôi cho anh đấy. Mình muốn lo cho anh là mình phải giữ cái sức khỏe của mình chứ. Ông bà cũng giữ sức khỏe nha. Mai chú cảm ơn, không biết nói gì đâu. À, thôi gắng giữ sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Đúng rồi, có duyên với chú Tám vậy. Dạ đúng rồi. Là có duyên với chú Tám á. Là gọi xong cái là có liền, bởi vì anh đã nói là chị chắc cũng có duyên chú Tám. Dạ. Mấy mà xe chú Tám chở về vì, cũng mừng dữ lắm. Dạ. Tại vì bà con khó khăn nhiều lắm, ngày dạ. Nào tụi em cũng điện, ghi giờ tụi em về, ghi đang trên đường về có bệnh tụi em phải đi tiếp tục đi rét luôn. Dạ. Dạ. Ông bà năm nay nhiêu tuổi rồi? 80 hả? Dạ, dạ. Bà cũng nghỉ. Bệnh hoài đó. Tôi bài chạy điện mỗi ngày. Chạy điện ha, châm cứu á hả? Châm cứu mà cái này không phải châm, châm cứu là như mà châm là phải có kim. Dạ. Cái này không có đâu. Đưa điện vô trong mình là nó chạy vô mình luôn. Dạ. Bây giờ tôi về đây điện cũng còn trong mình nữa nè. Dạ. Ông nói 6 tiếng hồ mới muốn hơi. Dạ. Ngày nào cũng đi châm hay sao? Dạ, bữa nào cũng đi ngày 2 lần. Dạ. Sáng chiều. Tôi cũng tại biến. Thấy cũng đỡ rồi ha, cũng khỏe ha. Dạ, hồi đó tôi lết á, cái giò đi kéo vậy nè. Mà mình ráng, cái này ăn thua là mình phải ráng. Đúng rồi. Ráng của mình, không có ai tiếp ráng mình đâu. Cái về mà vật lý trị liệu á, khi mà ổn định rồi á, là mình phải tự tập. Dạ. Mình tự tập, còn mình nằm luôn á, là nó liệt luôn. Nó liệt luôn à. Dạ, nó luôn. Mà bên cấp cứu mình ra là cái giò anh có xưng á, là em cũng tập cho anh. Mà tới uống thuốc mà làm cái chích thuốc mà bị mất cục á, là bắt đầu ảnh hiện cái sưng giò bắt đầu nhức liền, đâu có dám đụng lỏng la đụng la đau sưng cái giò lên. Người bác sĩ nói hiện giờ cứ để từ từ trị liệu, là mỗi kêu người ta lại chỉ á, là 350, mà nếu ở nhà trọ là 3 triệu bạc. Rồi em đâu có khả năng đâu, thì nếu ở nhà trọ em chưa chắc đi làm được, tại ẩm gì cũng lâu giao cho nó được đó. Rồi mà nhà trọ nữa còn tháng ngày 3 triệu bạc, rồi em làm có tiền nổi mà.
đi làm thôi, về suy nghĩ về đi, mình lo ở đây thì được như là được, chứ còn kinh tế không có, ngày có chịu là bác sĩ nói ngày có chịu em đâu có nổi, kiếm đường về. Bị não bệnh giờ bệnh là tốn tiền, nhưng mà khám ra là nhiều chứng bệnh lắm. Cũng chúc gia đình nhiều sức khỏe, mong ảnh mau hồi phục nha. Thôi để coi ảnh cái gì vậy. Cô bãi với hai cái ô khiến này đây, bỏ anh xem. Em mới về tới nhà đó, cũng xin chúc cho chú Tám Sàng có sức khỏe nhiều. Biết sao bộ không? Biết á. Tại vì ở khu dân cư đó, không có giúp đỡ cho mà giúp đỡ cho người đó. Gặp ổng hết trơn à. Tụi con xuống đây nhiều lắm, tụi con đi chơi tôm là nhiều lắm. Rồi lúc cô gút đồ đó thì thấy ổng ấy lên, ổng cứu chân đồ tùm lum á. Tập cho anh ăn lại từ từ, chứ bây giờ ăn đã mười mấy ngày nay anh không ăn rồi. Dạ, ăn vô bao tử rồi nó còn nó nói rồi mình xuống mình ăn từ cháo loãng từ từ lên từ từ mình tăng, chứ đừng có có đói cũng vậy, cũng từ từ mình cho chia ra nhiều cử, chia nhiều cử. Thôi về nha, cảm ơn kìa, cảm ơn đi em về nha. Thôi nói không được, thôi không sao, biết rồi. Nghỉ nhậu nha, đừng nhậu nha. Gặt đầu đi. Nghỉ không, nghỉ nhậu không? Bỏ nhậu đi, bỏ đúng không? Nghỉ nhậu nha, đừng nhậu nữa nha. Giữ sức khỏe đi, về ráng hồi phục cho vợ con đi làm ha. Làm phụ vợ con nữa nha. Thôi em về nha. Gặt đầu nữa. Ok, vậy được rồi. Rồi xin chào quý ông bà cô chú, thì trời cũng 7:30 rồi, thì xe 02 con với anh Sơn cũng đã hỗ trợ đưa anh Sang về được tới quê nhà, đó là quê nhà anh. Thì anh Sang cả nhà coi clip thì ảnh do là ảnh làm nặng mà tiền sử của ảnh là có bệnh huyết áp nữa, huyết áp rồi bệnh án, ảnh còn thấy có cái bệnh nghiện rượu nữa, thì chắc là giờ là do ảnh đi làm nặng rồi, làm nhiều rồi lao lực, cộng thêm một cái là anh về anh nhậu nhiều quá, uống rượu nhiều quá, nên là tối đó thì anh nằm võng. Anh nằm võng thì sáng ra vợ anh thấy kiểu dạng anh sụi luôn rồi mới đưa vô bệnh viện, thì bác sĩ mới nói là do anh bị vỡ mạch máu não luôn rồi. Như cả nhà coi là thấy là rất nguy hiểm, tại vì cũng may là anh này chỉ có còn may là còn giữ được cái tính mạng thôi. Thật sự là anh là của anh cũng trải qua một cái bệnh, trải qua một cuộc gọi là thập tử nhất sinh luôn. Thì cả nhà thấy là con anh cũng còn nhỏ, mới 14 tuổi cũng lên Sài Gòn phụ ba mẹ làm trong cái hãng bao bì thôi. Thì gia đình thu nhập thì mỗi ngày cũng mấy trăm ngàn vậy, còn trang trải chi phí nữa. Còn mai thì tiền còn phải gửi tiền về nuôi ba mẹ già nữa. Như cả nhà thấy là vô nhà đó là chỉ là nhà ba mẹ vợ của anh thôi, tại vì nhà của chị vợ rất là nhỏ, nhà chỉ khoảng mấy mét vuông thôi mà nhà rất tôn đó, nên là không có đưa anh về để hỗ trợ mà cho anh nghỉ ngơi, để anh còn đi điều trị nữa, cho anh tạm thời nghỉ ngơi đó để mà anh còn tiếp tục là nhập viện điều trị tiếp. Thì cái nhà đấy hoàn cảnh của anh thì chị vợ thì cũng không biết chữ, anh cũng không biết chữ, vô bệnh viện thì cũng đâu biết thủ tục đâu, kể cả anh có bảo hiểm mà chị còn không biết nữa. Cũng may là anh cũng có bảo hiểm đỡ phần chi phí, hai chồng gom góp mới lãnh lương ra xong rồi đó, là mười mấy ngày nay lo viện phí của anh là hết luôn, không có tiền đi về, còn không có tiền ăn uống, không có gì hết. Xuống đây về, bởi vậy tụi con cũng tranh thủ về tới nhà cho người nhà nghỉ ngơi, chứ thực sự đi á chị cũng không ăn được, không muốn ăn nữa. Tụi con hỏi ăn thì con hỗ trợ cho gia đình, ví dụ không có ít nhiều thì tụi con cũng hỗ trợ cho gia đình được mỗi mì hay gì lót dạ vậy, nhưng mà chị ăn cũng không nổi nữa, chị cũng mệt đó. Mười mấy ngày không có thức, không có ngủ nghe, lo chăm sóc anh, cho anh nhiều khi lúc nào cái bệnh mà về vấn đề mà não á, cả nhà không biết, rất là dễ co giật mà rất là dễ là gọi là kích động. Nên nãy lúc trước khi đi á, bởi vì nhiều khi trước khi đi á là tụi con phải hỏi là không phải là tụi con hỏi là hỏi thăm này nọ đâu, tụi con phải coi là bệnh có ổn hay không, có chắc chắn có thật sự là đủ sức khỏe đi xe hay không. Thì mình đi xe mà cái
khiêng đi vô tại nhà, đi vô hẻm cũng xa. Rồi mấy bà cô chú ở đây ai cũng biết đó, hội cũng như sư phụ của con đó. Đó, đó là cái niềm vui của tụi con đi mà xuống đưa bệnh xong được người ta mà đón nhận mình như vậy, mình rất là vui nha cả nhà. À, rồi thì cả nhà coi clip thì cũng thấy cái bình tĩnh cái hoàn cảnh của anh nó khó khăn rồi thế nào. Con cũng biết nói gì thì cũng mong là về nhà thì cái tinh thần nó thoải mái hơn, rồi nó đỡ bị bứt rứt trong người. Ví dụ anh tiếp tục điều trị cũng tiếp tục điều trị ở quê nhà, nó đỡ một phần kinh phí cho gia đình cũng như là vợ con anh, nó cũng đỡ. Có người này người kia thay thế nó cũng phần cũng đỡ, chứ bữa sáng vô thấy con mình chị chạy tới lui mà con anh còn nhỏ đâu biết làm gì đâu. Ừ, anh cũng phải ẵm bồng rồi chứ đâu có tự vận động được, tại vì anh đã bị liệt nửa người rồi. Đó, thì bây giờ cũng chúc anh khi về quê nhà rồi tiếp tục cái liệu trình điều trị mà về vật lý trị liệu về bà bên y học á, gọi là y học dân tộc của mình đó, thì anh sẽ thích đáp ứng được để mà thích nghi được để mà mau hồi phục. Rồi cho khi tuy là cái chắc chắn là cái sức lao động của anh là bây giờ là không còn rồi đó, tại vì nếu mà có hồi phục cũng khó mà để lao động, nhưng mà cứ hồi phục lại được thì phụ vợ con được, không phụ được vợ con vậy là tài chính kinh tế, nhưng mà cũng tự lo cho mình được, cũng phụ được những cái việc khác để cho mà vợ con đừng có để tập trung để đi làm kinh tế kiếm tiền nuôi cả nhà nữa. Với lại là mọi người cũng thấy là cái rượu, cái tác hại của rượu nó nguy hiểm đến cái nào, cũng mong là ví dụ mọi người có uống rượu thì cũng chỉ xả dao thôi, giao thiệp này nọ thôi, chứ đừng có lạm dụng, rồi sau này nó sẽ gây ra cái nghiện, cái nghiện rồi nó ra nhiều bệnh lắm nha cả nhà, nó gan thận rồi, khi mà gan thận rồi nó lọc không được thì nó ra rất là nhiều bệnh. Rồi con cũng xin phép quay về Sài Gòn để mà tiếp tục hỗ trợ các bà con khó khăn khác. Thì một lần nữa con cũng xin cảm ơn quý bà cô chú luôn đón xem clip của tụi con và cũng ủng hộ các dòng sản phẩm của sư phụ con để mà sư phụ con có một cái đồng tiền lời để duy trì cái xe cứu thương không đồng để hỗ trợ tất cả các hoàn cảnh. Thì không giúp được gì nhiều cho người khác, nhưng mà mình cũng giúp một cái chuyến xe đây là đối với cái người mà đang khó khăn là rất là, người ta rất là mừng nha, nhà có một chuyến xe đi về ta rất là mừng. Đó, thì cũng như là lúc nào bà con cũng đón nhận tụi con, cũng ủng hộ tụi con đó, tất cả các kênh của hội thiện nguyện BDS. Dạ rồi, thì bây giờ con xin phép quý bà cô chú con về Sài Gòn. Dạ.